Vâng, em xin chào quý vị. Hôm nay thì em tiếp tục lên cho các anh ở đây là một cái con âm ly nhá. Con âm ly này là con âm ly size 43 của Marang. Kích thước của âm ly đây. Dòng này thì là một trong những cái dòng tiếng rất là hay của Marang. Với size của nó ở đây là chiều ngang là 43,5 cm. Chiều sâu của âm ly em tính theo cả cái cọc hoa đằng sau nhá. Cọc hoa đằng sau của nó, và tính thêm cả cái núm vặn ở trước mặt đây nữa thì là 35 cm này. Đấy, và chiều cao của cái con âm ly này là đi 12 cm. Đấy, hàng về thì nó còn rất là đẹp. Đấy, còn rất đẹp nhé. Đấy, mặt mũi đây. Và tất nhiên em cũng xin nói rõ luôn, đây là hàng bãi. Thì cái việc mà thi thoảng nó sẽ có một vài vết nọ vết kia một tí thì nó sẽ không thể tránh được. Nhưng để so sánh với hàng bãi thì đây là một con âm ly rất là tuyệt vời. Đấy, quý vị nhìn thấy không ạ? Nhá, vỏ viết của nó, mặt mũi của nó rất là ok đúng không ạ? Em quay rất từ từ cho quý vị nhá. Em đang quay rất từ từ cho quý vị xem. Đấy, em quay rất từ từ cho quý vị xem từ vỏ máy cho đến mặt máy. Đấy, nên quý vị cứ xem cho em. Và ai cảm thấy ok con này là nó đẹp, ưng ý mình thì chúng ta liên hệ cho bên em nhé. Vì thực tế ra là ở đây em cũng phải nói là hơi khó để mà đánh giá cái hàng nó đẹp hay là nó xấu. Đấy, bởi vì đôi khi có những người, với em đây là một con âm ly nó đẹp, tuy nhiên có anh là bảo là em ơi con này đẹp xuất sắc, anh rất thích. Đấy, có những người anh bảo em ơi con này là anh thấy nó bình thường. Đấy, thì đấy là do cái sự đánh giá của mỗi người và do con mắt cảm nhận mỗi người. Đấy, nên ở đây em đánh giá là theo cái con mắt chủ quan của chính bản thân em, và là trên cái địa vị là người bán hàng đã tiếp xúc nhiều với hàng bãi, và em thấy rằng con này là con đẹp thì em bảo là con đẹp. Đấy, rất đẹp thì em bảo là rất đẹp. Đấy, như con này em thấy nó rất đẹp. Đấy, còn với các anh thì không biết là như thế nào đúng không ạ? Đây nhá, âm ly phía sau, âm ly đây. Để em quay cái âm ly sang phía sau một tí cho quý vị xem. Đây, đó, mặt sau này nhé. Đấy, con âm ly này thì nó là được thiết kế để làm braille nữa. Chúng ta thấy là ở đây nó sẽ có cả đường braille để là đưa tín hiệu xuống dưới các con âm ly khác. Tức là con này sẽ có thể làm dề cho một số các cục đẩy công suất của dòng nghe nhạc này. Thì đây model của sản phẩm đây. Ở đằng sau nó có ghi này, ở đằng trước mặt cũng có ghi và đằng sau cũng có ghi nhé. Marang là tên thương hiệu sản phẩm, model là BM6100 gạch chuộc F1N. Điện 100V của hãng Medisabon, điện 100V và công suất là 135W. Đấy, con này thì nó kéo được khá là nhiều các cái dòng bass 25 và 30 nhé. Trở kháng của âm ly là 4-8 ohm. Hầu hết các cái dòng loa nó đều nằm trong cái khoảng trở kháng này cả, nên là nó rất là dễ ghép âm ly. Âm ly rất là dễ ghép với các cái loa khác nhau. Đây, âm ly này thì nó sẽ có một hệ thống cọc loa để đưa ra âm thanh cho loa như này. Một N, một R nhé. Này, quý vị nhìn đây là hàng cao cấp của Marang, nên là nó thiết kế từ các cái cọc loa các thứ nó rất là đẹp này, đúng không ạ? Kẹp mà bọc nhựa trong bên ngoài và ở trong là núm đồng nhé. Mình có thể kẹp dây loa vào đây, hoặc ở đây có thiết kế cái lỗ cắm để mình có thể cắm dao góc chuối vào đây. Đấy, rất xịn nhé. Đấy, âm ly nói chung là cả nội thất cũng còn rất là đẹp luôn, để tí em sẽ quay cho quý vị cái nội thất của nó. Đấy, còn bây giờ em sẽ test cho quý vị xem một chút cái cân nút của âm ly, xem là nó còn ok không nhá. Đầu tiên là cái nút Rec Selector này, thì là cái nút này nó là cái nút liên quan ghi âm rồi, thì là chúng ta không dùng đến, là chúng ta bỏ qua cái này, vì là cái này nó chỉ tác dụng khi mà mình dùng trong ghi âm thôi, còn nếu bình thường nó lại sẽ không có tác dụng gì trong cái việc mà mình căn chỉnh nhạc cả. Đấy, đây thì ở ngoài cùng đây chúng ta sẽ thấy là nó có, đầu tiên ở đây em bạn nhỏ tiếng xuống lại nhá, đấy là nút bật tắt nguồn. Đấy, khi mà bật nguồn lên chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có một cái đèn màu xanh ở đây rất là đẹp như này. Đấy,
nó cách điệu hình một cái ngôi sao nhé. Đây, tức là ở đây là giữa này là sẽ là ngôi sao này, và xung quanh đây nó sẽ là ánh sáng ngôi sao nó tỏa ra xung quanh đấy. Này, và ở trên đây nó sẽ có đèn. Cái đèn này để làm gì? Để hiển thị là mình đang chọn cái đầu vào nào. Ở đằng sau nó sẽ có một loạt các hệ thống đầu vào là MD tape, CDR, AUX, DVD, tuner, CD và phono, đúng không ạ? Đấy thì vừa rồi em có quay sơ qua thì chúng ta có thể nhìn thấy rồi đúng không? Đấy, các cái hệ thống đường sắc AV ở đằng sau ấy. Thì chúng ta cắm đường nào chúng ta chuyển đầu vào đúng vào đường đấy bằng cách là vặn cái nút bên này. Đây. Đây thì đường AUX nó sẽ là đường thứ 1 2 3 4 từ bên phải sang. Thì em đang cắm ở đường AUX đây thì em sẽ phải chuyển cái nút này. Vặn nút này về đúng đường AUX nhé. Đấy, chúng ta sẽ vặn nút này. Đấy. Vặn khi nào mà đèn nó sáng đúng ở cái đầu vào mà mình đã cắm là được. Đây ví dụ, đấy, quý vị có thể nhìn em đang vặn nhá, nó rất là trơn tru đúng không? Vặn xuôi vặn ngược đều được hết này. Đấy nhá. Và đây đường này là đường AUX. Đấy. DVD. Được chưa? Đèn. Đèn đủ hết nhá, đèn đủ hết này. Được chưa? Đèn đầu vào đủ hết nhá, đều sáng nhá. Đấy. Tiếp ở đây là chúng ta sẽ thấy là có volume ở bên tay phải này, để nó to nhỏ. Em cho nhỏ từ xuống này. Đấy. Đấy nhà volume này rất chân chu đúng không? Chân chu luôn. Đấy. Ok nhá. Đấy. Bây giờ em sẽ lại cho cái tiếng nó to trở lại này. Trên điện thoại ấy. Đấy. Đấy. Tiếp ở đây. Các anh sẽ thấy có nút nano nớt. Để tăng giảm cái độ gọi là bát tép. Đấy. Thích nghe nhiều bát tép thì ấn nano nớt on xuống. Đấy. Còn nếu như mà thích nghe ở chức năng ở chế độ bình thường để nghe được những cái sự mộc mạc nhất của cái bộ của cái nguồn phát thì để ọp lên nhé. Ở đây có xuôi direct. Đấy, nút này sẽ là nút để làm gì? Đây, nó sẽ là chèn tín. Đây là nút direct này chính là để nghe thuần chất nhất, tức là nó sẽ không can thiệp bắt tép vào đây. Đấy. Không can thiệp bắt tép, không can thiệp nano nớt luôn. Đấy. Đấy. À không, thì như nano nớt vẫn có can thiệp một tí. Có, nó vẫn sẽ kích mà bát tép lên. Đấy. Nhưng mà cái nút direct này nó sẽ vô hiệu hóa hai cái nút bát và chép ở đây nhé, bát chép ở đây. Đấy. Được chưa? Để mình không chỉnh bát tép nữa, mình nghe đúng cái nguồn nhạc như nào và như nào ra như thế. Đấy. Còn nếu chúng muốn chỉnh bát tép thì chúng ta phải nhả nút show direct ra. Đấy, lúc này mình sẽ chỉnh là bát tép này và chỉnh là bát balancer này. Để anh nghe, anh nhìn này. Bên này cũng thế nha, hai bên ba đang có bình thường này, còn tất nhiên bình thường mình sẽ để ba đang ở giữa rồi đúng không ạ? Đây. Chép này giảm đi nha, các anh thấy gần như là tép không còn đúng không? Bát này đang có khách nhắn tin hỏi một vài thứ nữa. Bát chìm xuống này. Con này tiếng bát của anh nó đưa ra tiếng bát của anh rất là mềm, nghe tiếng rất là hay nhá. Đấy. Rất là hay luôn. Đấy.
BM6100S. Còn đây nội thất của Omni. Đây. Nội thất của Omni nhá. Thì em sẽ tạm dừng video một tí để em bỏ cái nắp máy ra nhá. Đây nhá. Đây. Thì đây là cái nội thất bên trong của con này, của con BM6100SA này. Quý vị có thể nhìn thấy em bảng mặt còn rất là đẹp. Chung con này nội thất ở bên trong còn rất là ok. Đấy, và em nhìn con này cũng còn rất ok luôn. Đấy. Còn đây là hàng cũ hàng bãi. Đấy, em cũng phải nói luôn hàng cũ hàng bãi. Thì hàng nó về như nào thì em bán đúng như vậy thôi. Đấy. Và em nhìn con này thì em thấy cũng còn rất là ok nhé. Đấy. Còn tất nhiên là hàng nó đẹp rồi, đúng không? Chạy 4 sò than này, 4 sò than. Em muốn cho than. Này. 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 Quay như này cho nó dễ nhìn hơn này. Đấy. Đấy nhá. Hàng nói chung là về như nào nó vẫn còn nguyên như vậy. Nhá. Còn cái vấn đề là bây giờ nó thật là đây là hàng bãi hàng cũ. Ví dụ như chẳng may ở bên kia nó đã có mang đi bảo hành gì đó chẳng hạn, là người ta thay cái linh kiện zin vào đây thì mình nhìn mình không phát hiện được. Đấy, đúng không ạ? Đấy nhá. Đấy. Đấy. Đây là con BM6100SA này. Thì con Omni Marang BM6100SA này nhá, thì giá của nó vâng. Là đi 4.190.000 nhá. 4.190.000 thì có hàng đẹp như này. Đấy, về có thể là cắm điện thoại, máy tính nghe nhạc, cũng có thể là kết nối từ TV smart xuống qua cái con giải mã và cắm ở đây để nghe nhạc cũng rất ok nhá. Đấy. Công suất thì em có đọc rồi. Đấy, con này thì nó đối với công suất của nó thì nó nói chung là nó sẽ ghép được những cái dòng bass khoảng 25-30 rất ok. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải tính đến công suất, chúng ta phải tính toán công suất của nó nhé. Con này thì hình như công suất đâu 135W à, em nhớ không nhầm. Đấy. Thì các anh cân đối với cả cái công suất loa của nhà chúng ta. Đấy. Và có thể nghiên cứu thêm ở trên mạng xem là cái con loa của mình thì nó kết nối với con này hợp lý không, thì là chúng ta alo cho bên em nhé. Số điện thoại bên em là 0979891682 hoặc là 0966594581. Này. Số điện thoại liên hệ 0966594581 hoặc là 0979891682 nhé. Và ở đây em cũng xin nói luôn là địa chỉ cửa hàng là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Này, ngay cạnh bến xe Mỹ Đình nhé, ngay gần bến xe Mỹ Đình, cách bến xe Mỹ Đình khoảng 500m. Đấy. Và đây này, cửa hàng đứng ngay cạnh Thứ Di Động nhá. Hệ thống di động điện máy xanh luôn. Đây 57 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội đây. Đây ở kia. Quý vị nhìn thấy địa chỉ nó sẽ là cạnh ngõ 57 luôn nhá. Đấy, cạnh ngõ 57 luôn. Quý vị về đến đúng ngõ 57 cho em nhá, vì ở đây địa chỉ nó có một số các địa chỉ nó tự phát ấy, không phải do nhà nước cấm. Đấy. Một số địa chỉ nó tự phát không phải do nhà nước cấm nên là sẽ rất đôi khi là có ở dưới kia nó có cái 57 nhưng mà đấy là 57 tự phát nhé. Thì các anh đến đúng cái ngõ 57 cho em nhé, đúng đường mặt xanh cho em nếu anh nào đến tận cửa hàng. Đấy, hoặc nếu không thì chúng ta cứ gọi điện cho bên em sẽ chỉ đường cho các anh. Thực ra nó ở ngay mặt đường thôi mà, đường to luôn, nó không khó khăn gì đâu. Đến bến xe Mỹ Đình rẽ phải vào, nếu như từ cầu Thăng Long đi về thì là rẽ phải vào bến xe Mỹ Đình này, xong đó đâm thẳng một mạch là nhìn sang bên trái đường gần ngay đường mặt xanh, các anh nhìn đến cửa hàng Nguyên Vũ Audio luôn, biển rất to. Đấy nhá. Còn nếu như từ ở hướng dưới Phạm Hùng đi lên thì là chúng ta rẽ trái vào đường bến xe Mỹ Đình. Đấy. Còn nếu như ở hướng Sóc Sơn, quốc lộ 32 đi vào thì đến ngã tư chỗ qua nghĩa trang Mai Dịch một tí rẽ phải vào. Đấy. Đấy, thì đến đường Lê Đức Thọ đi vào thêm một tí nữa đến ngã tư đường Nguyễn Hoàng là rẽ trái vào luôn nhá.
rất nhiều lối để đi vào từ sân vận động đi lên thì đâm hết sân vận động, đi hết đường sân vận động. Đấy, đi hết đường sân vận động đến một cái bùng binh to thì đâm thẳng hỏi đường Nguyễn Hoàng, người ta sẽ chỉ cho. Đấy, rất nhiều đường để đi vào nhá. Đấy, ok, em xin kết thúc video ở đây, xin gặp lại các anh ở trong những video theo của bên em. Mọi thông tin chi tiết hãy vui lòng liên hệ 0966 594 581 nhé. Đấy. Hoặc nếu như số đó không nghe thì hãy liên hệ 0979 59 1602. Vâng, em xin chào các anh.